Hướng dẫn chi tiết, châm mực con dấu đóng lên áo. Châm mực lên mặt sau thẻ mực. Châm mực lên miếng đệm chứa mực. Chờ khoảng 3 phút mực thấm vào trong, rồi rác con dấu lại. Châm mực đều lên mặt dấu, chứa nội dung chữ. Chờ mực thấm vào bên trong con dấu, khoảng 2 phút đến 30 phút, tùy theo loại mực. Mực đã thấm hết vào bên trong con dấu, dùng khăn giấy lau lại cho sạch bề mặt. Đóng lên giấy nhiều lần, cho hết bị lem mực còn sót lại. Đậy nắp lại, chờ khoảng 30 phút, cho mực thấm đều toàn bộ con dấu. Dùng tay ấn lực mạnh sẽ cho ra mực nhiều và rõ nét hơn. Nếu ấn lực nhẹ mực sẽ ra ít và bị mờ. Còn trường hợp các bạn châm mực nhiều ấn mạnh ra mực bị lem, các bạn ấn nhẹ tay lại là được.